Rồi, hôm trước mình đến đoạn này đúng không? Thì đến đoạn này thì mình đang tạo được cái mặt cắt nhài đúng không? Và mình mới chỉnh được cái thép của thép chủ này đúng không? Tức là mình đang chỉnh thép chủ này để nó ra được 3 cây như này, và bên này cũng được ra được 3 cây rồi đúng không? Và mình cũng chọn được hình ảnh của một số, mình cũng chọn lại thép của một số cây rồi. Chọn được cái này là lại là thép của theo đúng hình dạng mình muốn đúng không? Là thép này rồi. Còn cái thép đai này mình chưa chọn đúng không? Tí mình chọn nhá. Đấy. Có một cái lý do anh muốn nói mọi người nhưng mà cũng chưa nói. Tại sao lại phải chọn lại thép đang có một cái lý do nữa. Nhưng mà anh muốn để cái những cái tiêu chuẩn liên quan đến Mỹ hay Nga cái thứ gì để sau này nói, không sợ nó các em nó dối. Thì anh có thể nói qua luôn là cái extension đấy là mình áp dụng tiêu chuẩn của Nga, bởi vì tiêu chuẩn của Nga thì các cái thanh thép thì nó mới đúng theo phi của mình. Còn bên như bên Mỹ là nó dùng phi lẻ cơ, phi 13 cơ, hoặc là phi 23, 24 gì đấy. Của mình nó không có, mình chỉ có 22, 22, 25 chẳng hạn. Hoặc phi, nói chung nó khác, được chưa? Thì mình phải dùng cái extension của theo Nga. Đấy. Nhưng mà đến lúc xong rồi mình lại phải chỉnh lại thép theo kiểu của Mỹ. Thì tại sao mình không dùng cái tiêu chuẩn thép ở bên ngoài Revit này cho nó cùng với tiêu chuẩn ở trong cái extension? Thì bởi vì là có một lý do liên quan đến phần thống kê. Thì thống kê nếu mà để thanh thép theo tiêu chuẩn của Mỹ thì nó thống kê nó chuẩn hơn. Còn để theo Nga thì lại có vấn đề. Tốt nhất là tóm lại các em cứ cứ thế mà vẽ thôi. Bây giờ là chúng ta vào phần vừa nãy nói là hướng dẫn mọi người áp dụng InVue template cho các mặt cắt dầm cột chưa. Thì hôm trước anh cũng nói qua về cái phần áp dụng InVue template và cột rồi đúng không? Hôm nay nói về dầm nhé, nói dầm thì tương tự thôi. Thì hôm trước anh tạo cái mặt cắt này để anh chỉnh sửa thép đúng không? Bây giờ anh xóa đi đấy, anh xóa đi, tí mọi người cũng xóa đi. Thì bây giờ nhá, đây là mặt cắt của cột đúng không? Kệ nó, không sao cả. Thì bây giờ anh dẫn mọi người, khi mọi người đã vẽ, ví dụ mọi người vừa vẽ xong cái thép này, thép của cái dầm này đúng không, thì chúng ta bước tiếp theo chúng ta phải tạo mặt cắt để chỉnh sửa thép đúng không, chỉnh sửa các cây thép, hoặc là chúng ta chỉnh sửa ngoài 3D đúng không. Thì bây giờ chúng ta tạo mặt cắt để chỉnh sửa trong mặt cắt, và có một điều là để chúng ta triển khai chi tiết cho cái dầm này luôn. Ví dụ như này, chúng ta tạo mặt cắt dọc này để triển khai chi tiết cho nó đúng không. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vào đây tạo section, được chưa? Thì tạo section ấy thì anh giả sử lúc đầu là như anh nói là chưa có những cái này đúng không, thì mình chọn cái wall section đúng không, là cái mặc định của nó. Mặc định của nó có một cái nữa là bearing section, được chưa? Một cái là wall section, một cái là bearing section. Thì bearing là cắt công trình, còn wall thì nó cắt tường, thế thôi, không có gì khác cả. Đấy, ví dụ anh tạo một cái như này là cắt cắt dầm đúng không. Đấy, giống hôm trước anh tạo cái cắt cột đấy. Ví dụ đấy, được chưa? Rồi anh vào đây. Anh điều chỉnh cái vừa rồi anh điều chỉnh cái hiển thị của nó. Thì anh được cái mặt cắt như này. Và nó đang ở tỷ lệ 1 phần 100. Đây, cái này anh hoàn toàn có thể kéo xuống này để cho nó gọn. Chưa? Để kéo lên. Chưa? Thì thép nó đang như này. Và led nó đang không theo ý đồ của mình, led nó đang rất to đúng không? Thép thì lại đang cái chế độ là không đúng đúng không? Thì như hôm trước anh dạy mọi người ở cột đấy, sau khi mọi người chỉnh sửa cũng như là chỉnh sửa các chế độ cũng như là tô màu cho thép, hoặc là tô các cái phần sàn này cho nó màu trắng đi này, rồi là chỉnh led cho cột, chỉnh led cho sàn, chỉnh led cho dầm. Sau khi xong mọi người tạo viewer template thì đến bước đấy mọi người đã nhớ chưa? Những bước đấy nói rất nhiều rồi, nhớ chưa? Nhớ rồi chắc một đúng không, tất cả nó đều ở cái VG để chỉnh lại hết rồi mà, led nước màu miếc chưa. Đấy, không nhớ thì mai xem video lại. Sau khi xong mọi người có cái view template rồi đúng không, ví dụ xong mọi người kiểu là mọi người grade cái view template đấy này. Đấy, xong mọi người áp dụng nó thôi, và để là phát sau mọi người áp dụng cho các khác đúng không. Thì bây giờ giả sử anh đã tạo cái view template dầm rồi. Đấy, sau khi xong hết anh tạo view template dầm. Thì đây, đây cái đống view template của anh đây. Đây, chi tiết dầm anh đã tạo rồi.
để anh apply để anh áp dụng. Ok. Đấy. Mục VG này. Mục VG này anh cũng áp dụng luôn. Đấy. Cái này hôm trước anh bỏ ra để anh làm ví dụ, anh cũng áp dụng luôn. Ok, để cho. Đấy, cái mục filter này hôm trước anh dạy rồi nhá. Filter này này. Đây, mục này để chỉnh các cái nét này, màu các thứ, màu chỉnh ở đây cũng được, nhưng mà chỉnh ở đây để theo chi tiết hơn đúng không, lọc ra chưa thì được như này chưa, nó ổn ổn như này đúng không, nét nó ổn ổn này, mặt cắt chỗ nào là cắt, chỗ nào là dầm, như nào này, được chưa, chưa cần đi liếc gì cả. Ok chưa, thì tiếp theo thì mọi người để ý nhá. Vừa nãy trước khi anh áp dụng View Template thì mọi người nhìn thấy cái chi tiết 8 nó đang ở đây đúng không? Đấy. Tức là gì? Tức là sau khi mọi người đã chỉnh sửa xong rồi, mọi người đã tạo được View Template rồi, được chưa? Đấy. Xong rồi có một điều nữa là mọi người trước khi mọi người áp dụng View Template thì mọi người thường là mọi người sẽ cập nhật cái này vào đúng không? Ví dụ mọi người bảo bây giờ nếu mà để nó hỏi chấm này là ngoằng đúng không? Nó xong rồi đến tí nữa lại một đống hỏi chấm của cột dầm cầu thang sàn, mọi người không thể nào mà quản lý được, thì mọi người bây giờ bảo là bây giờ cái này, cái go section này, thì bây giờ mọi người muốn tạo một cái go section này mà nó à một cái building đi, cái này nó chỉ là thay tên là go với building thôi mà, thì ở đây này rename được mà nhá. Đấy, thì mọi người muốn tạo một cái mà nó liên quan đến dầm, có nghĩa là cái section này là của dầm, ví dụ là section chi tiết dầm chẳng hạn. Đấy. Xong rồi mọi người cập nhật nó vào thư mục. Đúng không? Thì ví dụ mọi người tạo ở đây xong rồi. Mọi người cũng cập nhật thư mục vào đây, chi tiết dầm đúng không? Đây nó là bản vẽ. Đây. Anh có ở đây sẵn rồi. Thì anh cũng đánh cái chữ chi tiết dầm thôi. Xong rồi lại bản vẽ này là bản vẽ kết cấu đúng không? Đấy thì section 8 này nó nhảy xuống dưới rồi. Thì đây nó nhảy xuống dưới này. Thì nó tự động nó hiện ra một cái chi tiết dầm ở đây. Giống như hôm trước trên cột đấy anh cũng là hướng dẫn mọi người đấy, hoặc là giống như cái phần mặt bằng kết cấu này này cũng sắc chào và len triển khai chi tiết, thì cái này tương tự thôi, thì nó cũng là thuộc một kiểu kiểu như thế, nhưng mà nó là thuộc mặt cắt này này, thì anh cũng tạo một cái folder cho nó gọi là thư mục nhá. Đấy, chi tiết dầm được chưa, thì nó nhảy vào đây được chưa, đến đây hiểu chưa, hiểu chất một giống như trên này này. Ừ, được. Đến đây hiểu rồi đúng không, thì tiếp theo anh khi mà anh đã tạo được cái section vào đây ấy, được chưa? Thì anh lúc này anh lại cũng chỉnh màu mix cho cái đống này rồi. Đấy. Xong rồi anh áp dụng view template, được chưa? Anh tạo được view template rồi, bây giờ anh áp dụng view template, được chưa? Chỉ đơn giản. Thì những cái bước này anh chỉ là giảng cho mọi người hiểu tại sao anh tạo nó ra như này, còn sau này mọi người cứ thế mà làm thôi, được chưa? Và đến trường hợp là mọi người không nhớ, mọi người vẫn nghĩ ra được là ngày xưa là như này. Mọi người hiểu được, được chưa? Chứ không phải là người học vẹt. Đấy, thì sau khi mọi người tạo được cái chi tiết dầm, thì lúc mà tạo chi tiết dầm xong thì nó sẽ tạo hiện ra cái mục này đúng không? Để cho mọi người chọn ở đây, vừa tạo được chi tiết dầm như này. Và những cái bảng này là bảng thông số, nó đưa vào trong cái view template như này. Đấy, đúng không? Nó như này. Thì cái view template nó sẽ đưa các cái phần VG các thứ này. Cái phần view range, tức là phần cắt tầng hay là chiều sâu cắt này, được chưa? Rồi là cái phần hiển thị tỷ lệ này, rồi là cái phần hiển thị chế độ hiển thị đầy đủ hay là vừa phải, hay là hiển thị thấp nhất, được chưa? Đấy, nó đưa hết vào đây, được chưa? Đấy. Để xong rồi mọi người nhá, nó đưa cả cái phần gì? Phần này là phần gì? Nó đưa cả phần gì đây hả? Cập nhật thư mục vào đây luôn cho mình, đúng không? Đấy. Thì mọi người hiểu ý đồ chưa? Nó đưa cả phần nhóm view chi tiết dầm vào đây. Và phần bản vẽ kết cấu vào đây, đi vào đây hết. Thì mọi người có hiểu ý đồ sau này mình sẽ để làm gì không? Apply nhé. Ok. Thế bây giờ anh hỏi các em nhé. Bây giờ cái section 6 này anh, nếu bây giờ anh vẽ một cái section ra anh, anh áp dụng view template thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Đây là cái giả sử, đây là cái dầm đi nhá, không quan trọng, anh đang lấy ví dụ thôi, thì mọi người nhìn thấy chưa,
nó tự động áp dụng view template, thép được tô đỏ các thứ đầy đủ luôn, được chưa? Mặt cắt mặt kiếp đủ kiểu, xong rồi nó nhảy luôn vào đây, thì tức là trong này nó có cái gì thì nó sẽ áp dụng hết cho cái này. Ừ, được rồi, thế thôi, kiểu vậy được rồi nhá, anh can cho Z lại. Chưa? Còn một cái nữa, bây giờ anh... Đấy, mọi người nhìn thấy nhá, lúc chưa áp dụng thì nó đen xì như này. Anh áp dụng một phát thì nó nhảy vào đây luôn và nó có màu. Và có một cái nữa, anh hỏi mọi người, bây giờ anh vẫn không muốn, anh vẫn chưa ưng ý, hiểu chưa? Anh bảo là như vậy vẫn chưa được. Bây giờ tôi vẽ mà nó vẫn ở hỏi chấm này, tôi vẫn không thích. Nên tôi thích tôi vẽ một phát ra nó phải nhảy vào đây luôn cơ. Nó phải tạo ra chi tiết dầm, nó tự nhảy vào đây luôn. Tôi không thích phải thêm một bước nữa là cập nhật vào đây, cập nhật. Tôi vẫn chưa muốn, tôi vẫn chưa ưng, thì bây giờ làm thế nào? Mọi người bảo làm nào bây giờ? Bây giờ gặp ông khó tính, ông cái bảo là cái này ông tôi thích là phải một phát ra luôn rồi. Thì bây giờ nhá, anh đưa cho mọi người giải pháp. Tức là gì? Tức là thì mọi người đang đến cái đoạn là chi tiết dầm nhỉ, bao nhiêu phút rồi nhỉ, để anh xem, 11 phút rồi. Đấy, chưa? Thì bây giờ mọi người đang được cái chi tiết dầm như này. Thì bây giờ mọi người bảo là bây giờ mọi người muốn có được cái section như này, nó dành riêng cho chi tiết dầm thôi, cũng như tương tự chỉ dành riêng cho chi tiết cột, chỉ riêng cho chi tiết móng, riêng cho chi tiết sàn, riêng cho chi tiết cột thang, thì mọi người làm thế nào? Mọi người vào edit type, mọi người duplicate lên, thấy chưa? Để nguyên cái này cho nó là mặc định của nó nhá, để nguyên đi. Hôm trước anh không để mặc định, hay giờ nó mất cái building section đấy, anh đổi mẹ tên nhiều, thấy chưa? Thế bây giờ anh tạo một cái, ví dụ anh tạo là chi tiết dầm hoặc là mặt cắt dầm gì đấy. Bây giờ anh tạo chi tiết dầm trước đi. Mặt cắt dầm thì để cho cái tí mình cắt tiết diện nhá. Ví dụ anh tạo cái chi tiết dầm này anh có sẵn rồi, anh thêm dấu chấm vào chẳng hạn, thấy chưa? Đấy, thì nó vẫn là building section, vẫn là wall section, nhưng là chỉ là nó đổi tên đi thôi, mọi người hiểu ý anh không? Đấy, tiếp theo nhá, tiếp theo thì mọi người nhìn ở đây. Đấy, thì lúc đầu khi mà mặc định của nó là như này, thì ở mục identity data, thấy chưa? Đấy, ai học được tiếng Anh thì ra học đi nhá, đọc nó không chuẩn nghe buồn cười. Thì ở cái mục này nó bảo là viewer template apply to new viewer, tức là gì? Tức là cái viewer template này ấy, thì ông muốn có muốn áp dụng cái ông muốn áp dụng cái viewer template nào cho cái viewer mới, được chưa? Tức là gì, khi mà mình dùng cái section này đúng không, mọi người chọn section này, mọi người vẽ một cái mặt cắt đấy, thì khi vẽ mặt cắt này ra thì nó bảo là khi tôi vẽ cái mặt cắt này ra cho thì muốn áp dụng cái viewer template nào vào cái viewer mới vừa mới ông vừa vẽ ra. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái gì, theo mọi người chọn cái gì? Chọn ngày đúng không, chọn cái mình muốn chi tiết dầm, được chưa? Đấy, được chưa? Mọi người hiểu ý đồ anh không? Tiếp theo nó bảo là cái viewer mới tạo ra ấy, nó có phụ thuộc vào cái template không? Tức là gì? Tức là khi mà mình tạo cái view mới, được chưa? Đấy, thì nó sẽ áp dụng cái view template này. Anh thử ví dụ cho mọi người xem nhá. Bây giờ anh vẫn áp dụng cái view template rồi đều đúng không? Chưa? Ok nhá. Anh chưa đánh dấu tích vào đây, được chưa? Bây giờ anh thử nhá, mặt bằng đây, dùng cái section này can, anh vẽ bừa một cái ra đây nhá. À không, quên anh chọn section, được chưa? Thế là bây giờ mình sẽ chọn cái của mình mong muốn là gì. Chi tiết dầm anh vừa tạo là có dấu chấm ấy. Đâu rồi, đây nhá, đúng không? Ví dụ này, sau anh vẽ như này chẳng hạn, được chưa? Kéo đây, sau anh kích vào đây để ra. Đấy, thì nó được cái mặt cắt này nhá. Thì đây chưa có thép, không quan trọng, mình chỉ quan tâm đến cái phần mình đang cần thôi. Thì mọi người nhìn ở đây này, mục view template nó chưa có, tức là nó không áp dụng vào. Mọi người hiểu ý không? Hoặc là bây giờ để anh làm một cái mà vẽ vào dầm này cho mọi người nhìn nó trực quan hơn. Đấy, chỉ để dầm đấy nhá.
Anh vẽ một cái ở đây, vẽ một đoạn ngắn này thôi. Đấy. Sau đó anh click vào đây. Thì mọi người nhìn nhá, khi anh vẽ như này thì nó vẫn áp dụng cái view template cho mình đúng không? Tức là khi anh vẽ như này ấy, thì tất cả cái phần led này, đấy, dầm này, phần nét dầm, nét cột sàn này, rồi là màu thép các thứ nó vẫn áp dụng cho mình. Được chưa? Nó vẫn áp dụng cho mình. Và cái thứ hai ấy, và cái thứ hai đây, đây là section 8 thì nó vẫn nhảy vào đây cho mình. Đấy. Tức là tất cả có những cái gì trong view template nó vẫn áp dụng cho mình. Nhưng mà cái view template ở đây nó không hiện, tức là gì mọi người hiểu không? Tức là nó sẽ áp dụng toàn bộ những cái liên quan đến view template cho mọi người, nhưng mà nó không bị phụ thuộc vào cái view template đấy. Được chưa? Ctrl Z lại. Đấy. Mọi người ý anh không? Đấy. Vậy bây giờ nếu anh tích vào đây thì sao? Bây giờ nếu anh tích vào đây thì sao? Đâu rồi? Đây. Cái đen chỉ đã dầm đúng không? Anh đang nói cái đoạn này đúng không? Bây giờ nếu anh tích vào đây thì sao? Cái view mới tạo ra thì nó có bị phụ thuộc vào cái view template bên trên này anh đã chọn không? Nếu có thì nó sẽ áp dụng view template đây luôn. Nó áp dụng cả tính chất và nó sẽ bắt mình phụ thuộc vào đây. Bắt mình phụ thuộc vào đây. Được chưa? Đấy. Thì tại sao nó khác nhau cái gì? Theo em nó khác nhau cái gì? Theo em nó khác nhau cái gì? Nhá. Nếu như không tích thì nó chỉ áp dụng cho mình thôi. Nhưng mà khi mà trong cái chi tiết dầm này mình có cập nhật thay đổi một cái gì đấy, được chưa? Mình có cập nhật thay đổi một cái gì đấy thì cái thằng vừa nãy tạo ra ấy thì nó không được cập nhật, bởi vì nó có áp dụng đâu, nó chỉ áp dụng cái nút hiện hành ấy thôi. Còn sau này nó ví dụ áp dụng nó không áp dụng ở đây thì nó sẽ không được thay đổi. Còn khi mình tích vào đây nhá, được chưa? Khi mình tích đây mình ok đúng không? Đấy. Thì bây giờ anh ra mặt bằng, được chưa? Anh vẽ một cái section vào đây, ví dụ này. Thôi anh vào đây thì nó áp dụng hết cho mình, khép thiết đầy đủ, led thiết đầy đủ đúng không? Chỗ này nó vẫn chọn cho mình. Đấy. Vậy là tất cả các chi tiết dầm mà ông vẽ bằng cái section này nó tự động nhảy vào đây, nó tự động áp dụng. Thấy chưa? Nó tự động ghi vào đây. Vậy sau này ông có sửa một cái gì, toàn bộ chi tiết dầm nó liên quan đến chỗ áp dụng này nó đều thay đổi theo. Ví dụ ông thay đổi một cái led thì toàn bộ các chi tiết dầm thay đổi theo. Được chưa? Ok hiểu không? Hiểu chất 1. Anh cần chuột rét lại nhá, anh cần chuột rét lại để đạt được nhảy đấy. Đấy sao chưa? Xong rồi. Đấy, xong rồi anh đã nói mọi người đã hiểu hết rồi, bây giờ anh chỉ áp dụng cái chi tiết dầm của anh thôi. Được chưa? Ok. Đấy. Và trong này cái chỗ này anh hôm trước anh bỏ ra để anh làm một cái việc của anh, thấy chưa? Anh thử một cái của anh bỏ ra, bây giờ anh ok lại. Và tại sao sau này phải bỏ ra để thử ấy, sau này anh sẽ lại dạy mọi người. Đấy, anh áp dụng nhảy đúng không? Đấy. Và cái lúc nãy anh vừa nói là tức là anh tạo cái một cái tên khác cho riêng biệt cho cái dầm này. Đấy, dành riêng cho cái dầm này. Thì hồi xưa anh tạo rồi đúng không? Thì bây giờ anh dùng thôi. Bây giờ anh dùng thôi, chi tiết dầm. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ trong cái chi tiết dầm này nhá, mọi người nhìn nhá, anh đã áp dụng ở đây và anh đã áp dụng ở đây. Được chưa? Sau này mọi người ví dụ mọi người tạo một cái mới chi tiết lanh tô chẳng hạn, được chưa? Edit type duplicate này, chi tiết lanh tô, được chưa? Áp dụng view template chi tiết lanh tô, được chưa? Tích vào đây để nó áp dụng phụ thuộc, được chưa? Ok. Thì bây giờ công việc của mọi người là vẽ cho anh cái mặt cắt như này. Được rồi. Mọi người nhá, dùng section này. Đấy. Tiếp theo mọi người chọn cái, bây giờ mọi người nhớ nhá, khi mọi người chuẩn bị vẽ mặt cắt, mọi người hình dung bây giờ mình vẽ mặt cắt chi tiết dầm, vậy mọi người sẽ chọn chi tiết dầm để vẽ. Mai mọi người vẽ chi tiết cột, mọi người chọn chi tiết cột để vẽ. Vẽ xong phát tự động cập nhật nhảy vào đây, tự động bôi màu, tự động bôi led, ok chưa? Bây giờ mọi người làm cho anh đi, vẽ chi tiết dầm này cho anh, vẽ cái anh vừa vẽ lúc nãy từ đây ra, từ chục 1 này đến chục 10 này, chưa? Chọn nhớ nhá, chọn chi tiết dầm nhá, chọn cái đây, bấm vào đây chọn chi tiết dầm,
Làm đi. Làm xong thì vẽ section này, vẽ section, chọn chi tiết cột. Đấy, chọn chi tiết cột. Tương tự đối với dòng, chọn chi tiết dòng. Đấy. Lúc đó nó tự động cập nhật thư mục cũng như view template. Được chưa? Xong chưa? Rồi anh giảng tiếp này. Đấy, anh giảng tiếp. Tương tự cái cột này này. Tương tự cái cột này hôm trước mình chọn section cột này đúng không? Thì bây giờ mình chọn cái chi tiết cột này cho nó nhảy vào. Thế thôi. Chọn chi tiết cột này này. À nó chưa nhảy à? Dưới này có chi tiết cột chưa? Có chi tiết cột đây đây. Section. Dưới này anh chọn là cái gì nhỉ? Chi tiết cột. Đấy. À nhưng mà chưa áp dụng viewer template nên nó chưa nhảy. Mọi người nhớ nhá, nếu mọi người ấy, mọi người vẽ rồi mà mọi người chọn như này thì không được. Đấy, nó phải là áp dụng lúc vẽ cơ, tức là mọi người vẽ cái mới, tức là nó bảo là gì? Đấy. Đấy. Viewer mới vẽ ra ấy, thì mọi người muốn áp dụng viewer nào? Đấy. Còn nếu mà mọi người đã vẽ xong rồi nhá, mọi người chọn như này ấy, thì không được đâu nhá. Được chưa? Mọi người phải áp dụng viewer template vào đây. Chi tiết cột đúng không? Chờ. Apply. Đấy, mọi người thấy chưa? Xem điều gì xảy ra. Đấy, sau này bảo là quái sao anh dạy kia mà bây giờ mình làm không được. Đấy. Nếu không nhá thì nó sẽ vẫn riêng ra nhá, nó sẽ riêng ra hai chi tiết cột đấy, riêng hai thư mục. Một thư mục là nó liên quan đến viewer template, một thư mục là nó không liên quan đến viewer template. Đấy, mọi người thấy nó quản lý rất là chặt chẽ, chi tiết, gọn gàng, đẹp đẽ. Đấy. Chờ. Được chưa? Vừa cập nhật section chi tiết cột. Tiếp theo anh vào cái chi tiết dòng mà anh tạo nhá. Nếu mà mày không chọn được này, tab này, chưa? Đấy, tab đến lúc nó hiện này. Đấy. Cái này cũng có thể kéo được nhá, kéo nó lui vào đây, kích vào đây. Đây là cột rồi, nhầm sang cái cột rồi. Cái chi tiết dầm đâu rồi? Đây. Hai cái này nó gần nhau quá. Cột này gần nhau quá, kéo nó lui ra đây. Kéo thằng này lui ra đây. Đấy. Được chưa? Đấy. Như này được chưa? Thì hôm trước anh chưa chỉnh cái thép này đúng không? Đây này, nó đang chưa chỉnh, nó đang là cái stitch up, nó đang là cái cây stitch up 135R này là của tiêu chuẩn Nga này. Đấy. Thì bây giờ được chưa? Đấy. Bây giờ mình có thể chọn để chỉnh nó lại. Có cách là gì? Thì chọn cái này thì có nhiều cách chọn. Đấy. Thì bây giờ như trong trường hợp này nhá, mình có thể giữ Ctrl để chọn từng cái một như này. Cách thứ hai là mọi người chọn một cái, sau đó chuột phải này, select all instances visible in viewer, tức là chọn tất cả các cái đối tượng mà nó cùng với cái loại này này, nhưng mà nó là ở trong cái viewer hiện hành. Thấy chưa? Ví dụ anh chọn nhé. Đấy, thì nó sẽ chọn toàn bộ các cái phần thép đai như này, và nó chọn cả thép đai của cột này luôn. Đấy. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải gì? Mình phải giữ xuống nút shift bỏ nó ra. Được chưa? Trong này còn cái thép đai nữa này. Được chưa? Bỏ hết nó đi. Đấy. Thì bây giờ nhá, đến anh dạy mọi người cách chọn. Nhưng mà mình chưa chọn theo kiểu này vụ. Sau này chọn sau. Bởi vì bây giờ ấy, mình chưa quản lý được. Sau này anh sẽ hướng dẫn mọi người lọc, để ví dụ trong cái mặt bằng mặt cái cắt cột này này sẽ không có thép cột nữa thì nó mới đúng được theo cái bản vẽ CAD này. Đúng không? Làm gì có thép cột đấy đâu. Đấy.
Thì bây giờ trước mắt mình sẽ giữ Ctrl để mình chọn nhá. Chưa? Tab này. Đấy. Giữ Ctrl chọn này. Đấy, di chuột sao nó hiện này. Làm sao để cho nó hiện này. Không được thì ở này thả ra ấn nút tab. Lại giữ Ctrl. Đấy. Thấy không? Đấy. Chưa? Đấy. Chọn được thép này rồi. Ô. Sao nãy chọn thép nó không hiện ra gì nhỉ? Select O. Rồi anh chọn cái này cho nhanh nhé. Còn tí nữa mọi người về nhà mọi người chọn sau. Hoặc là tí nữa anh hướng dẫn mọi người cái phần lọc thép này. Lọc thép này xong rồi mọi người chọn sau. Để lại cái này đã. Để lại nhá. Tí nữa hướng dẫn lọc thép. Đấy. Thế bây giờ như này. Bây giờ mình đã đi đến bước thứ mấy rồi đấy. Thì là mọi người đã cập nhật được thư mục vào đây rồi. Chưa? Thì bước tiếp theo. Bước tiếp theo. À, lúc nãy. Hôm trước anh ở cái đoạn phần thép. Phần mà thép vẽ. Vẽ bằng thủ công. Anh có bảo mọi người cách ra 5 dòng đúng không? Hay 3 dòng người ấy đúng không? Mọi người nhớ không? Mọi người vẫn để cho anh 3, 4 lên dòng, 3, 4 dòng chứ. Ừ. Thì bây giờ nhá. Bây giờ anh cắt view ở đi. Vào cái view cột. Ở đây anh đã vẽ được hai view cột như này đúng không? Bây giờ anh vào cái view cột C1 trước nhá. Thì bây giờ anh vẽ được cái thép cột như này rồi. Đấy. Chưa? Tiếp theo. Bây giờ anh sẽ chọn toàn bộ thép cột này. Chưa? Thì bây giờ chọn thép cột này nha. Nó không hề chọn là thép dầm nha. Chọn mỗi thép cột thôi. Thì bây giờ nhá. Đúng ra đấy, cái bước này anh phải hướng dẫn mọi người làm từ hôm trước rồi. Nhưng mà anh chưa làm. Để cho mọi người đỡ rối. Thì đúng ra nếu như làm từ hôm trước thì lúc đấy mình chưa vẽ dầm đúng không? Thì mình chỉ có thép cột thôi như này đúng không? Đấy. Thì mình dễ chọn hơn. Filter. Chị Lan chọn sắc trời ra đúng không? Có 5 cây tất cả. Chưa? Thì bây giờ mình chọn thép cột như này. Tức là cái bước này sẽ là sau cái bước mà mình đã chỉnh sửa các cái thanh thép của thép cột đấy. Hôm trước là anh bảo mọi người là sau khi đã vẽ xong này đúng không? Chỉnh sửa lại hình ảnh nó đúng cây thép đúng không? Đấy, xong là anh bảo mọi người cách ra 5 dòng đúng không? Đã phần đấy đã có tang thiết kế chưa nhỉ? Như nào nhỉ? Đây. Thì mọi người vào cái phần chi tiết cột này. Tiếp theo mọi người chọn. Chọn cái thép cột này. Đấy. Chưa? Thì cái nút trước mà mình. Khi mà mình vẽ thép cột này thì nó chưa có thép dầm đúng không? Thì mình chọn nó dễ hơn. Thì mọi người có nghĩa là bước này mọi người phải làm xong cái bước mà hôm trước mình cho ghi đến cái đoạn mà chỉnh sửa. Có nghĩa là chỉnh sửa thép xong này. Đấy. Xong rồi mọi người chọn lại cái thanh thép đúng với lại có hình ảnh. Đấy, đúng cái thanh thép mà mình mong muốn có hình ảnh. Đấy, xong mình filter. Filter nhá, check lan chọn sắc trời ra. Ok. Nhà xong rồi mọi người mục property này, mọi người nhìn ở cái phần partition này, tức là phân vùng thép. Thì mọi người nhìn sang két này, cái phân vùng thép của mình bây giờ cột này là thép của cột C1. Chưa? Chỗ này mình sẽ đánh là cột C1. Đấy, thì ở đây anh ấy sẵn là cột C1 apply. Đấy, ví dụ thế. Mọi người cũng làm đi nhá. Đấy. Thế sau khi ra xong này là mình đã có phần vùng thép của cột C1 rồi, được chưa? Anh đóng cái này vào. Anh đây, bây giờ chúng ta tắt đi. Vào lại dầm. Và lại cái dầm thì đây vào cái section dầm này. Được chưa? Thì bây giờ tiếp theo anh lại hướng dẫn mọi người một cái mục quan trọng nữa liên quan đến phần chi tiết cột này. Thì bây giờ ở chỗ này nó đang bị mất thép cột rồi nhá. Anh đã dùng bộ lọc lọc rồi. Bây giờ anh lại phải hướng dẫn mọi người làm lại cái bộ lọc. Tức là gì?
VG Filter. Tiếp theo, trước khi anh hướng dẫn mọi người bộ lọc thì cái phần thép dầm này anh cũng hướng dẫn mọi người cũng quét chọn như này, đánh phân vùng cho nó luôn, filter check lăn để cho bạn làm vẽ thép bên đâu phát xong các bước kia, xong các bước vừa rồi ấy, thì mình ngay lập tức phải đánh section cho nó, đánh partition cho nó, thấy chưa? Cái nào thì thép nào cũng vậy nhá, làm bên đâu đánh partition đến đấy. Đấy, chọn được structure layout đánh partition thì gì, đây là dầm dầm D2.7 được chưa? Dầm D.2 D.2 gạch 7. Ok chưa? Apply nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cái phân vùng dầm D2.27 ở đây. Thấy chưa? Cho mọi người. Chưa? Tiếp theo. Bây giờ anh hướng dẫn mọi người cách cách để lọc thép cột. Thì lúc nãy nhá, như ở đây là anh từ cái file cũ nó có, thì lúc nãy mọi người nhìn nhớ ở đây có cái thép cột nhá. Bây giờ anh sẽ làm cho nó hiện ra thép cột. Đấy, thì bây giờ cái mục VG này, mọi người bật mục VG lên này. Đấy, mọi người chuyển sang tab filter này. Được chưa? Đây, bây giờ thép cột C1 vẫn ở đây nhá. Thép cột C1 nó vẫn đang ở đây đúng không? Thế bây giờ một điều xảy ra như này. Bây giờ trong cái bản vẽ dầm ấy thì không bao giờ người ta để thép cột nó ở đây cả. Có cái gì mặt dầm, mặt cắt của cái gì thì người ta chỉ thể hiện cái đấy thôi. Thế bây giờ mình muốn là không có cái thép cột ở đây. Được chưa? Tôi để vào chi tiết dầm. Đấy, tức là vào cái phần view template này để chỉnh sửa. Được chưa? Thì mọi người đã áp dụng view template rồi thì tất cả các mục VG, view range hay là cái mục liên quan đến hiển thị thì mọi người đều chỉnh sửa trong chi tiết dầm này mà. Chỉnh sửa trong view template được chưa? Thì vào mục VG này nhá. Đây là anh đang lọc đi rồi, không sao cả, mọi người cứ coi như là đang có đi nhá. Đây nhá, vẫn là đang có được chưa? Thì bây giờ anh giả sử là anh giả sử là, bây giờ anh demo hết cái này đi. Đấy. Ví dụ bây giờ anh mới có cái búa thép đỏ đúng không? Chưa có lọc thép cột. Chưa? Thì bây giờ hôm trước anh hướng dẫn mọi người là tạo ra cái búa thép đỏ rồi đúng không? Tức là mình phải vào edit lưu này. Tức là bây giờ ở đây mục này là phải odo common, tức là tất cả cái đối tượng ấy đúng không? Tất cả các phần định nghĩa về bộ lọc và modify, tức là chỉnh sửa nó thì đều nằm ở đây. Chưa? Edit lưu này. Đấy. Thì tức là mọi người có muốn chỉnh sửa hay là làm bất cứ cái gì ấy, tạo sửa mới thì nó ở đây. Thì khi mà bấm vào đây nó hiện ra cái mục filter này thì hôm trước anh dạy qua mọi người rồi đúng không? Thì tức là mọi người muốn tạo mới thì bấm vào đây. Đấy, muốn chỉnh sửa một cái thì rename ấy thì bấm vào. À, muốn duplicate thì bấm vào đây. Đấy. Duplicate thì bấm vào đây. Còn mọi người muốn rename thì bấm vào đây, và mọi người muốn xóa thì bấm vào đây. Đấy, thì bây giờ anh giả sử anh muốn tạo mới một cái cột C1 chẳng hạn. Ở đây anh tạo rồi đúng không? Tức là bây giờ anh muốn tạo mới một cái bộ lọc liên quan đến cái thép cột C1 này, hoặc là liên quan đến một cái phần dầm ở đấy chẳng hạn. Thì bây giờ anh tạo lưu một cái mới này đúng không? Ví dụ anh bây giờ anh tạo sẵn rồi, giờ anh muốn tạo một cái mới. Thì anh ghi là lọc thép. Ví dụ anh ghi là lọc thép chẳng hạn. Và mọi người nhớ nhá, chúng ta quản lý theo các cái số này. Ví dụ chúng ta tất cả một cái liên quan đến dầm thì mình đánh một số 5 chẳng hạn. Còn liên quan đến cột mình có thể đánh một số 3 chấm chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình đánh 3 chấm lọc thép. Mọi người nhớ quản lý mình phải chuẩn và chi tiết. Lọc thép cột. Chẳng hạn cột C1. Thì cái này anh đánh không dấu, còn cái trước anh lọc đánh rồi thì anh đánh có dấu. Thì anh đang làm ví dụ cho mọi người thôi. Ví dụ anh ok chẳng hạn, được chưa? Thì tiếp theo anh đã tạo được cái lọc thép cột C1 này. Đấy. Thì cái chủng loại mà nó hỏi là cái chủng loại mà anh muốn lọc là loại gì, thì anh muốn lọc là thép gì, structural rebar, tức là anh muốn lọc thép, được chưa? Đấy. Và anh muốn lọc thép theo kiểu gì? Đấy, filter rule này anh muốn lọc thép theo kiểu như nào, thì anh muốn lọc thép theo kiểu là đấy, theo kiểu là gì, theo mọi người lọc theo kiểu gì, bây giờ lọc theo kiểu gì để nó ra được cái C1 này, mọi người chat đi. Hành thì nó biết rồi. Đấy.
thành học kiến trúc thì chắc là biết rồi. Mọi người nhớ nhá, thì chúng ta sẽ lọc theo partition, được chưa? Lọc theo partition. Bởi vì vừa lấy cái partition anh vừa nhắc mọi người là phải đánh cái cột C1 vào đấy đúng không? Thì bây giờ mình đã có cái cột C1 rồi thì mình cứ đánh lọc theo partition thôi. Ngoài ra mọi người có thể lọc theo nhiều cái khác nhá. Mọi người có thể lọc theo các cái biến mà nó có ở đây này. Đấy. Nó có rất nhiều biến. Có hình dạng này, có số cấu kiện này, đấy, thấy chưa? Thì bây giờ mình cái này liên quan đến gì? Cột C1 mình phải đánh theo partition, thấy chưa? Đấy, và equal là biến bằng. Đấy, equal là biến bằng nhá. Thì bây giờ mình đang muốn lọc cột C1, thấy chưa? Đấy. Biến bằng bằng cột C1, tôi muốn lọc cột C1, thấy chưa? Sau khi xong rồi, ví dụ mọi người sau khi xong, mọi người tạo xong rồi thì mọi người ok thôi. Đấy. Và bây giờ mọi người muốn add nó vào đây, tức là thêm nó vào đây thì mọi người ấn vào add. Còn muốn xóa thì mọi người ấn remove add, được chưa? Thì lúc nãy anh tạo cái lọc thép cột C1. Được chưa? Lọc thép cột C1 ở đâu? Đấy. Ở đây có rất nhiều cái đúng không? Sau này mọi người có thể chỉnh sửa hoặc xóa đi thôi, không quan trọng, không vấn đề gì cả. Hoặc là các công trình khác mọi người cũng lấy những cái tên nó giống như này thì mọi người đỡ về. Đây, lọc thép cột C1 như này đúng không? Ví dụ lọc thép cột C1 như này. Đấy. Xong rồi mọi người ok chẳng hạn. Thì bây giờ nhá, cái lọc thép cột C1 này anh tạo ra nó cũng giống hệt cái này thôi, nó chỉ khác tên thôi. Lọc thép cột C1 đây. Giống hệt nha, nó chỉ khác tên thôi nhá. Thì bây giờ anh sẽ chọn cái này để tí mọi người cũng chọn theo anh. Lọc thép cột C1 đây, ok rồi chưa? Thì nó hiện ở trong này. Thì nó hiện trong này thì điều gì xảy ra? Thì nếu mà đánh dấu tích như này thì là điều gì xảy ra? Mà nếu không đánh dấu tích thì là điều gì xảy ra? Đấy, thì mọi người nhìn nhá. Ở đây nó có tên này và vicinity tức là hiển thị. Vậy là có hiển thị hay không? Nếu tích thì là có hiển thị, không tích là không hiển thị. Thì bây giờ đang tích nhá, anh thử mọi người xem nhá. Ok này. Thì nó đang hiển thị đúng không? Thế bây giờ anh không muốn nó hiển thị thì làm sao? Filter này. Mọi người nhìn nhá. Được chưa? Được chưa các em? Chăn 1 đi, hiểu chăn 1 cho anh. Rồi, tâm an hiểu chưa? An đâu? Rồi. Đấy. Đấy nhá. Vậy thì lần sau các cái dầm khác cũng thế nhá. Ở đây có hết các bộ lọc cho các em rồi. Còn các em muốn thực hành thì các em edit lưu thôi. Đấy. Edit lưu để tạo mới, được chưa? Anh tạo hết các bộ lọc ở đây rồi. Để trong cái công trình này để các em làm, còn sau này các em về nhà các bài các em phải tự làm. Đấy. Ví dụ các em lọc thép dầm gì G hay là K gì đấy đúng không? Cũng tương tự structure Riva. Cũng partition biến bằng, được chưa? Dầm gì chọn đây. Đấy. Và mọi người để mà quản lý được những cái đấy ấy. Ok nhá, ok. Thì mọi người phải nhớ được là cái cột cái dầm nó đang giao những cái gì. Ví dụ như giả sử sau này anh thấy cột cái dầm nó giao với cột C1, cột C2, cột C3 anh tắt hết đi. Đấy. Thì ví dụ như trong cái view template này chẳng hạn. Thì sau này anh thấy nó giao cái gì thì anh sẽ tắt đi đúng không? Đấy. Sau này mình chưa vẽ thép đúng không? Sau này mình vẽ vào rồi có thể nó sẽ giao là nó ra cột C2 chẳng hạn. Đấy, lại thêm cột C2 vào, tắt đi. Ra cột C3, thêm cột C3 vào, tắt đi. Và để mà không phải suy nghĩ về cái phần này đấy thì mọi người hoàn toàn có thể tạo ra được những cái tất cả các cái liên quan đến cột. Và ví dụ trong cái công trình này nhá. Anh nói ví dụ trong công trình nó có khoảng 4 kiểu cột này. Mọi người add hết 4 kiểu cột này vào. Cứ liên quan đến dầm tắt hết cột, tắt hết sàn đi. Mọi người hiểu ý anh không? Thì bây giờ anh hỏi mọi người nhá. Bây giờ mọi người mới vẽ được cái cột C1 thì nó sẽ hiện ở đây, thì mọi người lọc cột đi. Ngày mai có cột C2 mọi người lại lọc đi. Thì như vậy nó mất công đúng không? Mọi người làm một phát lọc hết cột. Cột C1, C2, C3, C4 lọc hết đi. Sau này vẽ xong rồi không phải quay lại xem là nó có hiện hay không. Và cái thứ hai là cả thép sàn này sau này mọi người vẽ vào nó cũng có đúng không? Mọi người hiểu ý anh không? Lại lọc thép sàn đấy. Đấy, vẽ lên thép sàn, lọc thép sàn, bỏ hết thép sàn đi. Thì cái bản vẽ nó sẽ được như này, được chưa? Hoặc là những cái đấy mọi người hoàn toàn có thể kiểm soát được. Để thì mọi người có thể là vẽ hết đi, xong rồi đến lúc đưa vào bản vẽ thì mọi người lại kiểm soát lại một lần nữa. Lúc đấy mọi người filter, lọc, được chưa?
ép cái gì? An nhá, An với Tâm nhìn này, được chưa? Sau khi mình đã áp tạo được cái phần lọc thép cột đúng không, sau đó mình ok này đúng không, sau đó mình ép này đúng không, thì ép lọc thép cột vào. Đấy, anh ép thì nó được ra này đúng không, ép xong ok thì nó ra như này đúng không. Thì mọi người nhìn ở đây nhá, cái mục này nó ghi là lên tức là tên, mục này nó ghi là VBCT tức là hiển thị. Thì anh có cho nó hiển thị hay không? Nếu anh có hiển thị thì anh đánh dấu tích. Ví dụ anh đánh dấu tích vào đây nhá, có hiển thị này. Thì anh nhìn em, các em nhìn thấy thép nó hiện chưa? Thép cột này. Nếu anh không không hiển thị anh bỏ dấu tích đi, apply thì thép nó mất. Được chưa? Của An em đang để dấu tích hay không để dấu tích? Được chưa An? Được chưa An và Tâm? Đấy, mọi người bổ sung cho anh cái bước vào cái phần lúc anh đọc cho mọi người là đến cái đoạn mà cột đấy, mà anh bảo mọi người cách ra mấy dòng ấy. Sau khi mình áp dụng view template đấy thì mọi người xuống dòng cộng đầu dòng này. Tiếp theo. Đấy. Tiếp theo là chỉnh tên cho viewer, được chưa? Đấy. Chỉnh tên hoặc là ghi tên cho viewer cũng được. Được chưa? Thì có phải là cái chỗ phần chi tiết dầm này 68 này đúng không? Đấy. Phần lúc mình vẽ cái chi tiết dầm 68 này thì mọi người để ý nhá, của mình trong này nó đang là dầm. Dầm gì? Dầm D2.7 đấy chưa? Dầm D.2-7. Thì bây giờ mọi người sẽ ghi ở đây, được chưa? F2 nhá. Bấm vào chọn F2 này. Bấm vào ấn F2. Ghi là dầm D.2-7. Ok, được chưa? Được chưa? Đấy. Mọi người phải làm luôn anh luôn để mình quản lý được chưa? Tiếp theo. Cái phần section 7 này. Section 6 trước. Section 6 này là cột C1 đúng không? Mọi người nhớ không? Cột biên đây này, cột biên. Đấy, nó là cột biên đây này. Thì chỗ này mình nhập là gì? Section 6 là mình sửa tên thành gì? Thành cột C1. Được chưa? Cột C1. Đấy. Tiếp theo cái section 7 này. Section 7 này là cột giữa, tức là cái cột này này. Cột này mình. Đây. Cột này này. À quên, anh lộn rồi. Cột này là cột C2 nhầm. Cột biên này là cột C2 nhá, anh lộn nhá. Cột C2 đây đúng không? Đấy, hôm trước mình vẽ thép ấy. Cột C2. Chưa? Còn cái này là cột C1 được chưa? Cột C1. Đấy, về nhà mọi người chỉnh sửa những cái của mọi người tương tự nhá. Anh bài tập về nhà mọi người phải chỉnh cho anh này. Đấy, được chưa? Ok chưa? Ai xong thì chat đi. Đấy. Nha mọi người nhớ chép cho mình cái bước là sau cái bước lại mình vừa chép cho mình cái bước là đánh tên cột, đánh tên so cái bước mà mình bảo mọi người chép là đánh partition ấy, sau cái bước mà mình bảo mọi người là phân vùng thép các thứ đấy, thì mọi người ghi thêm cho mình một bước là áp dụng view template và phân vùng thép xong ấy, thì mọi người ghi thêm cho mình một bước là ghi tên section lên luôn, tên của section luôn để mọi người có thể quản lý được một cách chi tiết, được chưa? Đấy. Tạo section xong phát áp dụng view template, tạo section xong áp dụng view template và ghi tên của cái section đấy luôn, của mặt cắt đấy luôn, được chưa? Đấy. Bây giờ tiếp theo cái này. Cái này thì người ta không ai người ta làm cái dầm dài như này cả. Thấy chưa? Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt bớt cái dầm này vào buổi mai hoặc buổi khác. Cái này còn cái phần dim tang này mọi người cũng chưa cần dim tang, mọi người dim tang những cái dầm khác. Hôm nay chúng ta vào cái dầm mới, cái này để lại. Đấy, để cho anh Tuấn Anh theo kịp. Thì bây giờ
Hôm trước cái dầm D2.1 này mình đã nhắc mọi người là để hôm nay chúng ta sẽ triển khai chi tiết cho cái dầm này, kết hợp cả extension và kết hợp cả thủ công. Thì bây giờ để làm cái bước đấy, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải làm gì? Chúng ta vào 3D trước đi. Đấy, chúng ta vào 3D trước. Và tốt nhất đấy, tốt nhất để liên quan đến vẽ thép thì chúng ta vào 3D kiểm tra thép. Giờ đang ở 3D đúng không? Chúng ta chọn sang 3D kiểm tra thép để mà chúng ta sẽ vẽ thép bên này, còn cái 3D là chỉ để quan sát thôi. Thì cái dầm D2.1 này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ bằng thủ công cũng được. Mọi người quan sát ở đây. Cái dầm D2.1 số lượng 4 này. Thì tại sao tôi lại nói là vẽ bằng thủ công cũng được? Bởi vì ấy, chỗ này nó có cái phần cột, có cái phần dầm chiều cao 400 và dầm chiều cao 500 này nó giao nhau. Đâm ra là nếu mà chúng ta vẽ bằng thủ công thì nó sẽ vẽ bằng extension thì nó cũng không nhanh hơn nhiều lắm. Đấy. Đằng nào chúng ta cũng có thể chỉnh sửa. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ thủ công cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả thủ công lẫn extension để chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn. Thì bây giờ mọi người để ý cái dầm này nó đang phân làm 3. Đây, chúng ta buộc phải vẽ như này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải bố trí cho cái dầm này trước, sau đó chúng ta tạo mặt cắt qua, tạo mặt cắt dọc qua ba cái dầm, sau đó chúng ta chỉnh sửa thép để cho nó chạy qua dầm này và chạy qua dầm này. Đây. Còn những cái thanh nào mà của riêng cái dầm nhỏ này thì chúng ta vẽ thêm. Tương tự như chỗ này chúng ta sẽ vẽ thêm. Mọi người hiểu chưa? Còn như bình thường mọi người cứ vẽ thủ công cũng được. Tôi dạy mọi người vẽ extension để mọi người hiểu được nhiều hơn. Và cũng là để cho anh Tuấn Anh được hiểu vấn đề. Bây giờ chúng ta chọn cái dầm này. Đấy, mọi người vừa nghe vừa làm theo tôi. Bởi vì cái extension này nó cũng chậm thôi. Đấy. Nó cũng không xử lý nhanh được. Chúng ta vào extension này. Anh Tuấn Anh cài extension chưa? Tiếp theo. Anh đang cài này. Đang cài á? Bây giờ mới đang cài à? Không, cứ ghi lại kia. Tiếp theo mọi người, mục reinforcement này. Thì ở đây là cái mục extension này nó sẽ có phần modify này, là để ví dụ mình vẽ xong rồi mình cứ chưa ưng thì mình kích vào mình chỉnh sửa lại, được chưa? Delete là bỏ đi, xóa đi. Cái mục này là mục liên quan đến phần gì? Phần loạt thư viện tiêu chuẩn các thứ. Thì tôi đã bảo rồi, cái phần tiêu chuẩn này chúng ta cứ học đi, sau này chúng ta giải thích sau, được chưa? Và một số tab khác liên quan đến phần phân tích kết cấu này và liên quan đến kết cấu thép, thì những cái này chúng ta chưa liên quan vội, chúng ta cứ làm việc với cái tab reinforcement này trước. Bây giờ vào bin nhá, chọn dầm. Đấy, mọi người chọn cái dầm D2.1 này, chọn cái đầu tiên này cho tôi, và chọn bin cho nó chạy. Sau khi chọn xong, nó hiện ra một cái bảng như này, chưa? Thì nó hiện ra cái chiều dài của cái đoạn dầm này đang là 5420. Đấy. Thì mọi người nhớ nhé, chúng ta không thể chọn được cả ba cái dầm nhá, bởi vì nó chỉ có thể bố trí cho chúng ta từng phải là một cái dầm chạy dài, chứ không thể chọn cả ba cái dầm nhỏ này bố trí được. Không, trước tôi đang làm thử ví dụ rồi, chúng ta chỉ có thể làm từng một cấu kiện thôi, hoặc là một cái cấu kiện nó phải chạy dài luôn, không phải đơn lẻ như này thì chẳng ngắt quãng. Đấy, thì đây ở cái mục geometry này, tức là nó sẽ nêu lên các cái thông số của dầm, thì hôm trước mình cũng có giảng qua rồi, hôm nay mình giảng lại. Đấy, thì đây có tên dầm này, kiểu dầm này, chưa? Đấy. Cái số đoạn dầm này giống nhau ấy, thì là có một thôi. Như cái dầm D2.7 hôm trước thì mình làm thì có hẳn 9 đoạn đấy, chưa? Đây, B này, H cột này, chưa? Đây, đây một số cái nữa, H sàn này 10 này. Đấy. Rồi cái chiều dài tổng của nó là 6,22 mét. Level hiện làm việc của nó level tầng 2. Đấy, số beam, số dầm 1. Tiếp theo, mục sit up này nhá, thép đai. Thì mọi người nhìn cái thép đai ở đây. Đây, cái đoạn 1 của nó này. Thép đai của nó là phi 6 A150. Đấy. Bây giờ ở đây ta chọn phi 6 rồi đúng không? Nó chọn sẵn phi 6 rồi. Và cái kiểu phân bố thép đai này, kiểu nào? Cái kiểu thép đai là loại nào? Loại bẻ móc một phía hay là loại bẻ móc hai phía này, hay là loại đan, hay là loại như này.
Kích của mình là loại này, được chưa? Loại đầu này. Đấy. Vật liệu này. Đấy. Và cái móc thép này. Thì trong này nó có nhiều kiểu móc. Có móc 135, móc 90, móc 180. Thì thường thường ở ngoài nó hay dùng móc 90 đúng không? Hôm trước nó rồi. Thì bây giờ mình cứ chọn cái móc 135 này đi. Được chưa? Còn bài về nhà mọi người có thể chọn móc 90. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái sheet up 135, được chưa? Chọn sheet up 135 nhá. Thực ra chúng ta chọn như này thôi. Nhưng mà tí nữa ra ngoài kia ấy, tí nữa ra ngoài kia chúng ta lại chọn lại cái kiểu thép theo kiểu của Mỹ, được chưa? Chúng ta đang chọn tiêu chuẩn Nga này chỉ là để cho mình có các cái phi giống của Nga đấy, còn của Mỹ nó lại phi lẻ cơ, được chưa? Thì bây giờ mình chọn cái này nhá, sheet up P, sheet up 135, sheet up 135 nhá. Đấy. Thì cái chỗ này là cái chiều dài lớp bê tông bảo vệ, thì hôm trước tôi bảo là hôm nay tôi hướng dẫn lại đúng không? Tí nữa tôi hướng dẫn mọi người cách thiết lập lớp bê tông bảo vệ. Đấy. Xong chúng ta chuyển sang phần này, sheet up distribution. Đấy. Tức là phân bố thép đai. Thì bây giờ chúng ta chọn phân bố thép đai như nào? Thì ở đây mọi người nhìn, ở đây nó ghi như này, tức là thép đai này phân bố đều, được chưa? Không có gì đặc biệt cả, phân bố đều. Đấy. Phi 6A150 phân bố đều. Thì đây, ở đây nó có các kiểu này, phân bố đều này, hay là phân bố dày ở hai bên, đấy, thưa ở giữa, hay là phân bố dày ở một bên, thưa ở giữa, thưa ở bên còn lại, một bên dày, một bên thưa, hay là phân bố kiểu này là kiểu là theo ý muốn của mình có thể nhập công thức vào. Đấy, nhập công thức vào đây này. Đây, chấm chấm này, đoạn 1 như nào, đoạn 2 như nào, đoạn 3 như nào. Thì bây giờ của mình là phân bố đều, được chưa? Và cái đoạn này của mình là A150. Còn cái đoạn D-lép D-ra này, tức là cái khoảng thừa tính từ cái mép cột đến cái tâm của thanh thép. Đấy. Và bên này cũng thế, khoảng cách thừa từ mép cột đến tâm của thanh thép, được chưa? Thì hôm trước tôi hướng dẫn mọi người rồi. Thì chúng ta chọn A150 thì chúng ta phải tính ra cái số khoảng này. Đấy. Ví dụ cái chỗ này nó là từ mép này đến mép này là 5420. Thì chúng ta sẽ tính xem cái đoạn 5420 này thì bố trí được bao nhiêu khoảng này, bao nhiêu khoảng 150, còn dư ra thì chúng ta nhập vào đây, dư ra khoảng thừa hai chia đều hai bên, được chưa? Thì bây giờ mọi người nhá, 5420 này thì mình lấy chia cho 5420 chia cho 150 thì nó được 36 khoảng, được chưa? Đấy, 36,13 thì dư 0,13. Thì bây giờ tôi lấy 36 nhân 150 thì là được 5,4 và dư có 20 thôi. Đấy. Thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ đi một khoảng cũng được. Bỏ đi một khoảng cho cái phần dư này nó nhiều lên một tí. Hoặc là mọi người có thể nhập 10 ở đây cũng được, kệ nó. Nhập 10 ở đây cũng được. Hoặc là nếu không thì mọi người bỏ đi một khoảng 150 đi. Thì là tức là 150 chia 2 là 75 đúng không? 150 cộng với lại 20 này là 170. Thì mọi người hoàn toàn có thể để mỗi bên này là 170 chia 2 cũng được. Nhưng mà thôi mình cứ để 10 như này nhá. Để 10 lại cũng được, không quan trọng đâu mà. Chưa? Ở ngoài bố trí thì họ sẽ không bố trí kiểu như này, nhưng mà mình làm tính toán thì mình phải bố trí chính xác như này. Đấy. Mọi người hiểu vấn đề chỗ này không? Hiểu chắc một. Đấy. Hôm trước nói rồi, mọi người thực hành theo tôi luôn nhá. Vừa thực hành vừa nghe, vừa đọc vừa viết. Cái chỗ left support và left right support này, tức là mình có muốn bố trí thêm không? Mình không có đúng không? Không có thì thôi nhá. Cứ là bố trí vào cái phần ăn vào cột này này. Đấy. Một số trường hợp là người ta sẽ bố trí ăn vào cột này. Cái thép đai vào phía trong này này. Trong trường hợp này không có đúng không? Thì mình không cho. Nếu có thì nó sẽ phải hiển thị ở đây. Chưa? Thì không cho nhá. Đấy. Tiếp theo phần 3 bên này thép chủ nhá. Thì thép chủ thì có thanh nằm dưới, lower 3 là thanh nằm dưới và upper 3 là thanh nằm trên. Thì đối với thanh nằm dưới ở đây chúng ta xem trường hợp này. Thì cái thanh nằm dưới của chúng ta là 3 phi 20. Đấy. Và 5 bao nhiêu đây? 3 phi 20. 3 phi 20 là nó tăng cường ở đầu. Đấy, hôm trước nhắc rồi nhá, hôm nay chúng ta sẽ thực hành cái phần tăng cường này. Và 2 phi 20 là chạy từ đầu này sang đầu này. Mọi người nhìn nhá. Đây này. Mọi người có thể kích vào cái thanh thép để xem. 2 phi 20 này nó chạy sang đầu này đúng không?
Đấy, chạy hết đến cuối này. Chưa? Thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ chỉnh sửa cái này. Chúng ta cứ vẽ đi. Bây giờ vẽ chỉ chạy đến đây thôi. Chưa? Đấy, và chỗ này là 3 phi 20 tăng cường. Đấy. Chưa? Thì bây giờ đối với thép trên này, mình chọn thép trên trước này. Chúng ta sẽ có 2 phi 20 chạy dài. Đấy. 2 phi 20 chạy dài đúng không? Số thanh là 2 thanh này, 2 thanh đây rồi nhá. Chưa? Đấy, và cái kiểu thép của nó đang là thép hình chữ C như này đúng không? Đấy, nó đang chọn sẵn chữ C cho mình rồi. Được chưa? Đây, kiểu này mình chữ C như này đúng không? Kệ nó nhá. Đấy, không phải bẻ móc gì nữa bởi vì nó đang là chữ C rồi. Được chưa? Lăn đây là để lăn. Đấy. Tiếp theo đến phần thép dưới. Thép dưới này của chúng ta là như nào? Thì chúng ta thấy nhá, nó là bao nhiêu này? 5 phi 18. Đấy, 5 phi 18 này. Nhưng mà chúng ta phải xem mặt cắt 11, mặt cắt 22 nó như nào. Chắc chúng ta vừa kết hợp xem cái phần mặt cắt ngang này, và chúng ta kết hợp xem cả mặt cắt tiết diện. Đấy, thì mọi người nhìn cái mặt cắt 11 này. Đấy, mọi người nhìn mặt cắt 11 này nhá. Thì 2 phi 20 này của nó, thì cái 3 phi 20 này mọi người để ý nhá, 3 phi 20 này nó là thép tăng cường. Thì thép tăng cường chưa dùng đến nữa, chưa chọn đúng không? Tí nữa mới chọn. Chúng ta đang chọn thép chủ chạy dài đúng không? Thì cái thép chủ chạy dài này là 2 phi 20. Thì hai thì tí nữa mình vẽ xong mình phải chỉnh lại, được chưa? Đấy. Còn cái thép phân bố bên dưới này, AS phẩy đấy. Đấy, thì mọi người nhìn này. Ở đây nó có 5 phi 18. 5 phi 18. Nhưng mà 5 phi 18 này, 5 phi 18 chạy này. Nhưng mà cái 5 phi 18 này mọi người nhìn này, nó lại chia làm 2 hàng. Mà trong extension này thì nó lại chỉ vẽ được 1 hàng thôi. Đấy, nó phải vẽ được 2 thanh này dưới đây cơ. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn trước 3 phi 18 này. 3 phi 18 ở dưới, còn 2 phi 18 ở trên này thì chúng ta thử để tí nó tăng cường xem có được không nhá. Chúng ta chọn là cái thép tăng cường. Đấy. Thì trước mắt chúng ta sẽ chọn ở đây là gì? 3 phi 18. Đấy, 3 phi 18. Trên này chúng ta chọn được 2 phi 20 rồi. 2 phi 20 rồi. Được chưa? Đây nhá. Phi 18 đúng không? 3 thanh. Đấy, không móc gì cả nhá, để lăn hết. Được chưa? Tiếp theo chúng ta xuống phần Additition top 3. Đấy. Tức là tăng cường cho cây tăng cường ở bên trên này này. Thì bây giờ mọi người nhìn ở đây, chúng ta vừa nãy nói là nó tăng cường ở đầu này, tức là 3 phi 20. Được chưa? Đây, 3 phi 20 đây, 3 phi 20. Đấy. Thì đây, có tăng cường không? Có. Phi bao nhiêu? Phi 20. Mấy thanh? 3 thanh. Mọi người làm theo tôi luôn nhá. À đây là quên mất 3 thanh này. Đây, 3 thanh chọn đây, quên. Còn đây là số đoạn nhá. Thì ở đây mình chỉ có một đoạn dầm thôi. Đấy, thì nó chỉ có số đoạn là 1. Chưa? Đấy. Bắt đầu này. Và mình xem cái đoạn này nó tăng cường là bao nhiêu. Thì nó tăng cường là tính từ mép cột ra đến đây là 1500. Được chưa? Thì mọi người nhìn nhá. Đây, cái đoạn L tăng cường của nó này là nó tính từ cái mép cột này ra đến cái đầu thép này là 1500. Được chưa? Ok. Đấy. Mọi người nhập 3 và nhập 5 vào đây. 1500 vào đây. Phi 18. Được chưa? Tiếp theo nhá. Mọi người, cường này nó cũng là kiểu bẻ vuông như này đúng không? Đấy. Đây này. Tôi kích vào cho mọi người xem này. Nó cũng là bẻ vuông này đúng không? Nó cũng là kiểu. Thì cái LA này tức là gì? Tức là LA này mọi người sẽ lấy cái chiều dài, cái bề cao của dầm này. Ví dụ dầm này mình là dầm 400 chẳng hạn, thì trừ đi 2 lần nữa bê tông bảo vệ thì ra LA đúng không? Đấy. Thì trong trường hợp này mọi người nhìn này. Đấy.
Thì cái dầm này của mình là dầm bao nhiêu? Dầm 500, đúng không? Đây, dầm 500. H là 500. Trừ đi 2 lần lớp bê tông bảo vệ. Thì lớp bê tông bảo vệ là đoạn đầu này mọi người nhìn nó là bao nhiêu? Nó là dầm có chiều cao. Đấy. Lớn hoặc bằng 250mm thì lớp bê tông bảo vệ là 20mm. Thì bây giờ, cái chỗ này tăng cường này thì mình đoạn LA này mình lấy 500 trừ đi 40 tức là 460. Được chưa? Đấy. Đấy, nó nhảy ở đây rồi. Cái bên này chúng ta thử xem có vẽ được không nhá. Nếu không vẽ được tí nữa chúng ta vẽ thủ công. Tức là kiểu gì chúng ta vẫn phải chỉnh sửa, được chưa? Nhưng mà tôi vẽ này trước để cho mọi người hình dung thôi. Thì cái này theo tôi là chúng ta cứ vẽ, tí nữa chúng ta vẽ thủ công đi cho nó dễ. Đấy. 1500. Hoặc là chúng ta có thể vẽ trước cái đầu này. Chúng ta có thể vẽ trước cái này để chúng ta xác định được sẵn cái đoạn từ mép cột này ra đây là 1500. Thì chứ nhất chúng ta chỉ việc kéo nó về đây thôi. Như vậy chúng ta đỡ phải chỉnh sửa cái đoạn này 1500 này. Thì chúng ta có thể kích vào đây. Tăng cường. Tăng cường đoạn L này, tính từ đây vào 1500. Đấy, đúng không? Chúng ta xác định được cái này đi. Bởi vì vẽ thủ công nó rất là mất thời gian. 1500. Cái này là 460 nhé, cứ để 460 xem sao. Cái này vẫn là phi 18 nhé. Bởi vì cái đoạn này nó tăng cường ở cái đoạn bụng này là, à cái đoạn đầu này là, à 3 phi 20. Tôi nhập. Chỗ này nó tăng cường là 3 phi 20. Đấy, cũng là 3 phi. Đấy, và 3 phi 20. Mọi người chọn theo tôi nhá. Chưa. Đấy. Tiếp theo, sau khi đã chọn xong này, chúng ta đến tăng cường cho cây bên dưới này. Đấy. Thì mọi người để ý nhá, gần đầu phải này và tăng cường ở giữa này. Đấy. Thì theo tôi nó đã phân ra như này thì tốt nhất là chúng ta lên vẽ ở đây là, theo tôi nó đã tăng cường như này, tốt nhất là chúng ta lên vẽ ở đây. Nó đã phân ra như này ấy. Thì chắc chắn là vẽ sẽ không vẽ được dài đâu. Tốt nhất là chỗ này. Tốt nhất là chỗ tiếp chủ này này. Tiếp cây dưới này này. Một lẽ tôi bảo là 3 phi 18 này. Đấy, chúng ta cứ chọn 5 phi 18 cho tôi. Chúng ta cứ chọn 5 phi 18 cho tôi. Tại sao lại như thế? Tí nữa ra ngoài tôi nói. Đấy. Tại sao lại như thế? Tí ra ngoài tôi nói. Được chưa? Bởi vì sao tí ra ngoài nói? Bởi vì anh Tuấn Anh chưa hiểu chỗ này đâu. Chưa học thì chưa hiểu đâu. Được chưa? Mọi người chọn lại chỗ này cho tôi là 5 phi 18 nhá. Đâu rồi, thép chủ 3 bên này, 5 phi 18. Cứ chọn 5 phi 18 đi. Xong rồi tí ra ngoài tôi sẽ chỉ mọi người cách chỉnh sửa. Thì như thế chúng ta sẽ được cái bản vẽ. Quên quay cái phần này không sao. Phần này